Chào em, thầy là Minh Myelin. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái phương pháp cân bằng phương trình và xoay khử thật là nhanh. Cái phương pháp này thì các em có thể ứng dụng được cho tất cả các bạn mà học lớp 10 cũng có thể học được. Khi mà các bạn học xong cái chương oxy hóa khử, lớp 11 thì khi mà các bạn học sang chương nitơ phốt pho, rõ ràng chúng ta phải cân bằng rất nhiều. Lớp 12 thì đó là phần chắc chắn là quan trọng rồi, khi mà tất cả các em đều đang học sang cái phần là đại cương vô cơ. Và cái mục tiêu mà thầy dạy cho chúng ta cái phương pháp cân bằng phương trình của sự nhanh này chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giúp chúng ta làm bài tập nhanh hơn mà thôi. Cái bài này thì nó nằm bên trong cái khóa bài giảng là mất gốc vô cơ và hữu cơ của thầy. Đây là cái bài tập lớn số 2, hay nói khác là chuyên đề số 2, thì tách ra để dành thân tặng cho các em, bởi vì biết được rằng là cái kỳ thi năm nay thì chúng ta phải thi đến tận 40 câu trong vòng 50 phút cơ, có nghĩa chỉ còn 1 phút 15 giây một câu thôi. Vì vậy nên nếu mà cho cái phương trình này vào thì nhiều bạn than thở với thầy rằng là em bây giờ em cân bằng phương trình tận 5 phút cơ, thì thầy nghĩ rằng là như thế quá mất thời gian. Vì vậy nên thầy quay cái video này để thân tặng các em. Cố gắng những bạn nào mà xem được cái video này, xem tận cùng nhé, thấy hay thì nhớ chia sẻ để cho các bạn ấy cùng, cho các bạn khác cùng xem, để các bạn cùng giỏi. Chúng ta tạo thành một cái tự cộng đồng là các bạn học sinh đều giỏi hóa học, đều yêu thích môn hóa học. Đấy là ước mơ của thầy. Vậy bây giờ chúng ta bước vào cái việc cân bằng phương trình oxy hóa khử. Cân bằng phương trình oxy hóa khử thì bước 1 yêu cầu chúng ta phải xác định được đúng số xóa. Xác định đúng số xóa thì các em xem cái video trước nhé. Video trước thầy có hướng dẫn chúng ta cách cân bằng, cách xác định số xóa rồi, để chúng ta xác định thật chuẩn số xóa. Sau khi xác định số xóa rồi, chúng ta sẽ đi xác định những cái nguyên tố của sự thay đổi số xóa. Được chưa? Xác định các nguyên tố có sự thay đổi số xóa rồi thì bắt đầu chúng ta bắt đầu thực hiện các cái phương pháp cân bằng như trong sách giáo khoa hướng dẫn. Có phải thế vậy không? Không, thầy không bao giờ thầy thử được. Thầy thực hiện những cái phương pháp ở trong sách giáo khoa hướng dẫn. Giờ chúng ta sẽ đi thử xem cái phương trình đầu tiên để cân bằng. Đó là kiểu số 1. Có thầy sơ sơ là có tận 4 đến 5 kiểu. Ở đây thì sẽ xác định chúng ta cái kiểu số 1 trước. Kiểu số 1 là kiểu mà một kim loại tạo thành một sản phẩm khử. Một sản phẩm khử. Chúng ta vào ví dụ luôn nhé. Và các em chú ý này, các em không cần phải biết nguyên tắc, các em chẳng cần phải biết phương pháp, các em chỉ cần bắt chước theo cách thầy làm là ok. Phương trình thứ nhất đó là nhôm tác dụng với HNO3 để tạo thành nhôm nitrat. Cộng với lại khí NO2 cộng với lại H2O. Các em cứ chú ý, bước 1 thì đi xác định các nguyên tố có sự thay đổi số xóa. Thế các nguyên tố có sự thay đổi số xóa thì xác định như thế nào? Thứ nhất đó là gì? Các cái tầng mà từ đơn chất chuyển thành hợp chất. Về đây ta nhìn thấy nhôm chuyển thành hợp chất này. Nhôm đứng đơn chất thì số xóa là 0. Nhôm trong hợp chất thì số xóa đây là dương 3. Nguyên tố nhóm 1, 2, 3, A thì có số xóa lần lượt là dương 1, dương 2, dương 3. Thầy lấy số xóa bên trái thì số xóa bên phải nhé. 0 trừ 3 bằng trừ 3, nhưng thầy lấy trị tuyệt đối thôi. Số xóa trừ số xóa, số xóa bên trái trừ số xóa bên phải lấy trị tuyệt đối. 0 trừ 3 bằng trừ 3 ghi 3 bên dưới. Tiếp tục này. Nguyên tố có sự thay đổi số xóa thứ hai đó là chúng ta tăng cái thằng ấy. Hiro thì luôn luôn cộng 1, oxy luôn luôn trừ 2 trong tất cả các hợp chất nên không để ý. Chỉ còn anh nitơ. Nitơ chúng ta xác định là nitơ có số xóa dương 5. Nitơ dương 5 thì chuyển thành nitơ dương 4 trong NO2. 5 trừ 4 bằng 1, viết xuống dưới. Sau khi viết xuống dưới thì thầy thực hiện nhân vứt chéo. Số 1 thì vứt lên đây. Số 3 thì vứt lên đây. Thế là thầy hoàn thành được hệ số thứ nhất. Sau đó tiếp tục thầy đi cân bằng kim loại trước, phi kim sau. 1 nhôm, 3 nitơ này, cộng 3 x 1 bằng 3 nitơ nữa này, là bằng 6 nitơ này. Cuối cùng thì cân bằng hệ số hiđro 6 hiđro, và đây sẽ là 3. Vậy thầy hoàn thành xong cân bằng phương trình đầu tiên. Dễ không các em? Nhiều bạn đến đây bảo: ôi thầy ơi, thế thì xác định số xóa nào? Xem video lượt trước nhá. Xem video trước thì đã hướng dẫn chúng ta cái cách xác định số xóa hóa rồi, được chưa? Còn ở đây là thầy hướng dẫn chúng ta cách cân bằng nhanh thôi, được chưa? Bây giờ các em dừng video lại một chút, tự ghi lại cái phương trình này và tự cân bằng. Trong lúc thầy làm thì đừng có ghi, trong lúc thầy làm thì xem thầy hướng dẫn nhé. Chắc là vừa nãy thầy chưa nhắc nhiều bạn làm theo rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta lại cái phương trình số 2. Thầy làm lại một lần nữa thật nhanh, thật chậm, thật kỹ càng, thật chi tiết để chúng ta xem
Được chưa? Sau đó chúng ta đúng theo hướng dẫn của thầy là xem xong mới dừng lại chúng ta cùng làm. Vậy ví dụ số 2 của thầy là đi theo anh Đồng tác dụng với HNO3 để tạo thành đồng nitrat cộng với lại khí nitơ cộng với H2O. Mỗi bài tập 2 có một phương pháp làm khác nhau. Được chưa? Đồng của thầy số xóa 0 lên đồng dương 2. 0 trừ 2 bằng trừ 2. Trừ 2 thì chị đối viết 2 dưới đây. Nitơ dương 5 về nitơ 0. Chú ý cách thì làm này. 5 trừ 0 bằng 5. Nhưng đây do có 2 nitơ nên sẽ phải nhân với 2. Được chưa? Nhìn kỹ nhé. 5 trừ 0 bằng 5 nhân 2 bằng 10. Vậy đây thì sẽ có là 2 chia 10 hệ số chưa tối giản. 2 chia 10 sẽ bằng tối giản nhất là 1 chia 5. Vậy thầy lại vứt 5 lên đây. Vứt 1 lên đây. 1 đồng. À 5 đồng, sorry em. Bảo toàn đi tư này. 1 x 2 là 2. 2 cộng 5 x 3 là bằng nào bao nhiêu nhỉ? 5 x 3 bằng 15. Đúng chưa? 5 x 3 15 cộng 2 bằng 17. Oh sorry anh. Dừng lại cho em. Cấp cho em phương trình.